Mọi người kêu ghê vậy. Nuôi đó, nuôi 2 tháng mấy rồi đó. Con trai nuôi về nó kêu coi coi đúng không? Cậu chị à? Hồi xưa không biết gì. Lần đầu tiên mới đã. Trời ơi. Bên kia. Trời ơi. Lần đầu tiên là nó quay quá trời.
chị lo. Không 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 lo lắm đâu. Thì cứ lên rửa mặt rồi làm lâu lâu một xíu rồi. Mời ra mình đưa lên để xuống hạnh phúc. Chắc giờ không bỏ cái gì mà bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? 40 rồi. Không, 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 khoan lên. Để cho nó xong cái đã. Nó xong cái phần này. Làm cho nó khác biệt một xíu rồi, heo. Cái mục mà được được đó là mình làm từ 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 cho nó được xíu rồi.